Trước đó, vào chiều qua, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng thảo luận ở tổ 3 cùng các tỉnh Bắc Cạn, Bình Thuận và Tây Ninh. Thảo luận về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ mong muốn dự thảo luật cần phải làm rõ hơn nữa hai vế phòng và chống. Trong đó, phòng bao giờ cũng phải cơ bản đi trước, chống thì cần phải cương quyết. Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo luật, một số đại biểu cho rằng dự thảo luật chưa thỏa mãn các giải pháp, biện pháp để phòng bạo lực gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, song trong dự thảo luật lại chưa thể hiện rõ được mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong vấn đề phòng chống bạo lực gia đình. Tôi quan tâm nhiều hơn là đến cái khoản 2 của điều 4. Có nói như thế này, hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 điều này cũng được áp dụng đối với người đã ly hôn. Đấy, cái vế thứ nhất là người đã ly hôn. Thì chúng ta thấy là mười mấy cái nhóm hành vi bạo lực như thế, nó là áp dụng với người đã ly hôn thì nó rất là vô lý. Đấy. Mà nếu quy định như thế thì có những cái hành vi ở đây không phải người đã ly hôn cũng áp dụng. Và mặt khác sẽ bỏ sót những cái người gây bạo lực gia đình mà không điều chỉnh bởi cái khoản 2. Về dự án luật này, đại biểu Trần Đình Chung cho rằng đã bổ sung đối tượng điều chỉnh là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì cần quy định rõ. Chúng ta đã đưa cái đối tượng là người nước ngoài cư trú Việt Nam vào trong cái đối tượng điều chỉnh này. Tuy nhiên qua đọc hết các cái điều luật liên quan thì hầu hết là không thấy ở có cái nội dung nào đề cập đến vấn đề là các cái yếu tố liên quan đến người nước ngoài này cả. Do đó tôi thấy là thiếu các quy định là một. Cái thứ hai là cái việc cũng chưa cái quy định cái biện pháp như thế nào để phù hợp và khả thi trong cái thực hiện khi mà có liên quan đến người nước ngoài có bạo lực gia đình. Bởi vì đối với người nước ngoài thường đến đây là công tác lao động hoặc là này kia đều họ đều thuê nhà, họ ở riêng hết. Về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhiều đại biểu đề nghị cần quy định rõ quyền của người dân trong việc được biết, được tham gia ý kiến, được bàn bạc, quyết định, được kiểm tra, giám sát, được thụ hưởng, trình tự, thủ tục thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở và tương ứng với đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức có thẩm quyền trong việc bảo đảm thực hiện các quyền này của người dân. Là khoản 1 ấy, thì quy định là công dân thực hiện dân chủ tại thôn, tổ, dân phố, xã, phường, thị trấn, nơi cư trú. Trong khi, như các đồng chí biết, cái chủ thể có trách nhiệm mà phải thực hiện nhiều nhất thì phải là cái người đứng đầu cái chính quyền ở cấp xã đó và các cái tổ chức đơn vị ở cái cấp chính quyền ở cấp xã, chứ không phải là người dân. Nếu quy định này người ta hiểu là người dân chịu trách nhiệm thực hiện. Đối với Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã phường, một số ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định mức khung để tạo thuận lợi thực hiện. Quận Sơn Trà thấp nhất là 51 tổ, nhưng mà có phường là lên đến 100, trên 100 tổ. Mà bây giờ nếu như chỉ quy định số lượng có 5, ít nhất 5 thì không biết số lượng bên trên đội khung mình bao nhiêu. Chẳng lẽ một cái ban thanh tra nhân dân nó cái số lượng đông quá thì cũng không thể hoạt động được và có khi hoạt động không hiệu quả. Nên tôi đề nghị là cũng phải có cái, ở cái khoảng này cũng nên có một cái khung trên 5 đến 15 hay 5 đến 13 như mà cái quy định trước đây. Thì cái số lượng này cũng nên có một cái khống chế cái mức trần như vậy.